Thương quá, tình hình sức khỏe cha An Tôn Đặng Hữu Nam ngay lúc này xin cầu nguyện. Thành Long Vlog bên trong cộng đoàn, một giờ trước, cha Du Sê Nguyễn Văn Toản dòng chùa cứu thế, ngài viết. Cứ khất lần nhưng cũng đã sắp xếp vào thăm gặp cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Một ngày trời Hà Nội, những cơn mưa cứ nối tiếp, chút nước xuống. Nhưng trời Vinh lại khô ráo, dịu mát thật đẹp. Cách đây 2 tháng, cha An Tôn nhắn tin xin nhà dòng cầu nguyện vì ngài đang chịu những cơn đau kéo dài liên tiếp nhiều tiếng đồng hồ trong ngày. Nay gặp ngài, dù có bớt, nhưng những cơn đau vẫn còn đó, không chỉ những cơn đau nơi thân xác mà còn là những nỗi đau tinh thần ngày đêm vẫn âm ỉ trong tâm hồn. Tôi nhận thấy sự mạnh mẽ, can đảm nơi cha An Tôn như cha đã cho mọi người thấy điều đó trong nhiều năm qua. Nhưng tôi cũng thấy có nơi khóe mắt của cha trào chút lệ vì giới hạn yếu đuối của phận người. Tôi nhận thấy cha An Tôn vui vì sự hiện diện của chúng tôi. Cha trải lòng về những chuyện đã xảy ra, nỗi thao thức của cha dành cho giáo hội, quê hương đất nước vì những gì cha biết được. Cảm ơn cha An Tôn đã dành cho chúng con những giờ phút đầm ấm bằng sự chân thành trong tình anh em linh mục. Cảm ơn cha đã tiếp đãi chúng con bữa cơm với những món ăn có thể gợi nhớ những ngày cha cùng với bà con xuống đường vì sự sống còn của anh chị em ngư dân vùng Phú Yên. Rời Vinh, khi nghĩ về cha An Tôn Nam, tôi nhớ lại Thánh Vịnh 22. Hồi ở học viện, khi làm bài kết thúc môn Thánh Vịnh, cha giáo yêu cầu học viên tìm ra những nỗi đau mà tác giả Thánh Vịnh 22 đang gặp. Trong bài, tôi nhớ đã liệt kê ra 7 nỗi đau. Không biết hết chưa, nhưng đó là con số tròn đầy trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh 22 như thế này. Trước đây 3 ngày, thầy Hùng Trần viết. Về với ngài, ngài vẫn im lặng, vẫn vâng phục bề trên mình. Nhìn mà thương, mong cha nhanh khỏi bệnh. Cha cũng đỡ hơn chút nhưng vẫn phải chữa trị hàng ngày. Ai gặp cha chỉ buổi sáng là cha rảnh xíu. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, nguyện xin Chúa đồng hành, ban ơn nâng đỡ tới vị mục tử can trường. Xin Chúa cất đi những đau đớn, bệnh tật nơi cha An Tôn. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.